đốt để bật lửa đốt ngắt mẹ cái đầu đi. Ra đây đây đây. Cắn. Nhắm mắt hơn không? Nhắm mắt rồi, nhắm mắt. Nó sùi lên. Nhắm nhắm tịt quá à. Nhắm mắt rồi nha. Cười sót đấy. Không, không. Thế, thế thôi anh ơi. Vừa không vừa được rồi, anh rửa ra sạch nó thấm. Sạch cho nó lấy hết bụi. Đâu thấm hết đấy mà. Vào đằng nào cũng phải vào viện. Em nghĩ cái chỗ này chắc phải khâu đấy. Khâu. Phải khâu đấy. Dài như ấy. Thôi anh ơi, thế thôi. Không được rồi, để mình cho gọi là rửa qua để băng nó lại cho nó sạch mà. Cho nó sạch, nó sạch ngay mà. Cho nó sùi bẩn đấy. Đấy nó xui bẩn ra để cho nó đi hết mà. Thôi được rồi anh. Thôi được rồi, thế thôi. Đấy đấy, nó phải kỹ quá đâu, đằng nào vào viện nó sẽ rửa cho mình. Bằng mẹ Việt nó rửa mình cứ rửa trước, không vấn đề gì đâu. Mình rửa sạch mà. Sạch rồi, thì nó sạch rồi. Anh chỉ sợ nó cái bẩn nó vào nó nhiễm trùng chứ. Nó kỹ quá đỏ bó con mẹ. Nào ngẩng mặt lên nào. Em thấy thế. Mình còn đéo ngã mình thấy mình còn mẹ này sốt cả ruột. Đỏ lắm như địt. Được rồi đấy, nói chung là được rồi. Giờ này băng nhá. Nói nó đéo ra máu băng còn đéo anh. Không, thế anh là... đi đường nó bụi. Ừ, kệ mẹ nó, đừng băng không. Băng nó càng lâu khỏi. Không, anh băng mà bây giờ anh cho đỡ bụi, đi đường về là đỡ bụi. Không, nếu nó không chảy máu thì không băng. Ego này không ăn thương. Để thế thì